Chào cả nhà, bé mèo Na nhà mình đã đẻ được hơn một hôm rồi. Nhưng mà chỉ có một trong số ba bé mèo con là bú được thôi. Hiện tại thì ngực của bé Na rất là cứng và căng và bé rất là khó chịu. Do sữa về nhiều nhưng mà mèo con thì lại bú không có hết. Nếu để tình trạng này kéo dài thì vú của bé Na sẽ rất dễ bị áp xe, viêm vú. Và khi mà mèo con bú phải cái sữa bị viêm này thì mèo con sẽ bị chết. Trong trường hợp mà ví của bạn mèo đã bị căng cứng quá mà nặn không ra sữa nữa thì trước khi đó các bạn phải massage và chườm nóng cho bé. Mình nên kiểm tra chất lượng sữa của mèo mẹ để đảm bảo là sữa mèo mẹ trắng hoặc là trắng trong. Nếu có màu vàng hoặc màu đỏ thì phải nhanh chóng tách mèo con ra khỏi đàn ngay, không được cho bú nữa. Mèo nhà bạn nào mà bị căng cứng sữa thì có thể áp dụng cách như mình, hoặc là nhận thêm mèo con bị bỏ rơi về nuôi, hoặc có thể tham khảo ý kiến của bác sĩ thú y. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình ạ.